Châu Ngọc Thủy xin chào là tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trương Vlog để theo dõi chương trình của mình. Và chương trình tối nay cũng bắt đầu. Qua Mỹ chơi thì thích, chứ sống ở Việt Nam mới là thiên đường. Đúng, bạn nói rất là đúng luôn. Tôi không có một cái gì là cho bạn là sai cả, đúng 100% luôn. Ở Việt Nam mới là thiên đường. Cái quan trọng là bạn có tiền hay không, cái đó mới là quan trọng. Bạn có tiền, bạn sẽ sống một cuộc sống rất là sung sướng. Trong khi ở Mỹ, bạn có tiền vẫn sống không sung sướng. Đầu óc của bạn vẫn còn bị nợ nần. Lý do mà bạn bị nợ nần là vì nó đưa bạn luôn luôn, nước Mỹ nó đưa bạn luôn luôn vô con đường nợ nần. Đó là cái mà bạn không nợ bằng cách này là bạn cũng phải nợ bằng cách khác. Mà vì cái lòng người tham lam, bạn có tiền nhiều thì bạn lại muốn thêm nhiều tiền nữa. Mà muốn thêm nhiều tiền nữa thì bạn vay của ngân hàng để bạn đầu tư chỗ này chỗ kia. Đó là cái mà ai cũng phải mắc nợ. Mà bạn có nhiều tiền, tài sản của bạn càng nhiều chừng bao nhiêu thì bạn càng mắc nợ nhiều bấy nhiêu. Cho nên lỡ một cơn bão đi qua là gãy đổ ngay. Vì vậy mà các bạn thấy trong cái thời gian qua, chỉ trong 3 năm ông Biden làm tổng thống thôi, biết bao nhiêu cửa hàng, bao nhiêu tạp hóa, bao nhiêu công xưởng ở Mỹ đóng cửa. Đóng cửa. Dù tôi ở Việt Nam nhưng mà tôi theo dõi, tôi biết tin hết. Đọc tin tức tôi ở bên Mỹ tôi biết hết. Người da đỏ bị Mỹ cho lên núi và nơi khắc nghiệt lắm. Không phải đâu bạn. Không phải là người da đỏ bị người da trắng cho lên núi. Vì ngày xưa tới giờ họ vẫn ở chỗ cái nơi núi khắc nghiệt. Chỗ những cái hẻm, cái đồi, những nơi sa mạc họ có ở. Và bên cạnh đó là phải có con sông. Và họ ở theo từng cái bộ tộc như người dân tộc của chúng ta vậy đó. Chứ họ không xuống đồng bằng, họ không ở đồng bằng. Vì vậy nếu bạn muốn hiểu thêm về người da đỏ đó thì bạn nên coi nhiều cái phim cowboy. Cowboy mà người da đỏ đánh với người da trắng. Mà cái đó là cái thời mà cưỡi ngựa đi mở mang bờ cõi, nước Mỹ đi mở mang bờ cõi đó. Kênh Phố Bô Sa TV của Vũ Hoàng Lân mỗi lần về Việt Nam thực hiện những phóng sự về tình trạng trong nước rất trung thực và khách quan, góp phần làm cho người Việt ở nước ngoài hiểu đúng hơn về tình hình ở trong nước. Anh Thủy có nghĩ như vậy không? Cảm ơn anh. Thì cũng chưa chắc bạn. Thì đồng ý là kênh Phố Bô Sa Vũ Hằng Hoàng Lân đưa rất là nhiều những cái chuyện ở Việt Nam. Nhưng mà chưa chắc người Việt ở hải ngoại họ đã coi hết, ai cũng coi Phố Bô Sa TV. Như tôi theo biết thì theo dõi thì nhiều khi mỗi cái chương trình của anh Vũ Hoàng Lân thì chừng nhiều lắm là 200-300 ngàn người, còn ít lắm cũng 20-27 ngàn người. Mà trong khi đó là anh ta có tới 1,5 triệu và 1,6 triệu subscriber, tức là người đăng ký. Thì nhiều khi những người đăng ký năm họ không coi một lần, hoặc là 2-3 năm họ cũng chẳng coi một lần. Chẳng qua có một dịp nào đó khi họ coi thì họ đăng ký, rồi sau họ quên. Vì ai cũng bận rộn, chẳng ra qua là những người có thời giờ thì họ mới coi. Mà coi ở bên Mỹ thì nhiều đài Mỹ người ta coi lắm. Nhiều đài Mỹ người ta coi, ngồi trừ những người mà không biết tiếng Anh, họ coi tin tức, họ không hiểu, thì họ có thể vào những cái kênh Việt Nam của chúng ta để người ta coi tin tức. Là đó là vậy. Và những cái phóng sự thì nói chung cũng rất tốt. Thì người ta không coi bữa nay thì người ta coi bữa sau. Vì vậy cái khó muốn mà để cho những người Việt ngày xưa tới giờ mà chưa được về Việt Nam, để cho họ hiểu rõ về Việt Nam, thì chúng ta phải cần có những cái chương trình mà ngoài vấn đề sinh hoạt về chính trị ra, chúng ta cũng cần
cho người ta, ta thấy cái sinh hoạt của người dân như thế nào. Vì họ là dân, họ là dân, không phải những anh chống cộng mà họ muốn đòi về Việt Nam làm lớn. Vì họ là dân thì họ muốn biết cái đời sống của người dân như thế nào. Còn anh Vũ Hoàng Lân thì khổ che chỗ nào được, anh ta cũng rất là trung thực, rất là trung thực. Và làm việc từ khi lúc mà anh ta làm với việc Whitley của anh Lê Vũ, thì sau khi bị việc Whitley bị chống đối quá rồi, tờ báo đó bị đình bản, thì anh ta Vũ Hoàng Lân và anh Quang Trường về Việt Nam. Cái thời buổi đó thì tôi cũng biết, vì sau đó thì anh ta mới lập cái ông, sau khi việc Whitley đóng cửa thì anh ta mới lập phố Bồ Sa. Vì lúc thì đúng rồi, khoảng đó vì YouTube lên, YouTube có cũng bây giờ cũng gần là 20 năm rồi đó các bạn. Hồi đó Google mua YouTube có 1 tỷ 6, mà giờ một năm YouTube có thể làm cho Google mấy trăm tỷ. Châu Thủy cứ đà này dễ vào Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi luôn có ý thức góp phần chia sẻ những ý kiến có tính xây dựng cho một xã hội tốt đẹp và nâng cao nhận thức của người dân. Vào Đảng Cộng sản thì không phải dễ bạn, không phải dễ. Nhưng mà huống gì là ba tôi là ngày xưa là một người lính quèn của Việt Nam Cộng Hòa thôi. Mà muốn vào Đảng Cộng sản thì phải có nhiều yếu tố đòi hỏi. Bạn nào muốn vào thì phải tìm hiểu. Còn tôi thì muốn một đời sống độc lập, tự do, hạnh phúc. Bác Hồ đã nói rồi, đâu cần phải Đảng. Nhưng mà Đảng tức là vô đóng góp cho chính quyền. Còn bạn là người dân thường thì có Đảng hay không có Đảng cũng không quan trọng, miễn sao cuộc sống và đời sống của bạn có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nếu bạn đừng làm phiền ai thì cũng chẳng ai làm phiền bạn. Còn công việc của tôi là công việc truyền thông, mà làm truyền thông từ Mỹ, là độc lập. Ở Mỹ tôi cũng độc lập. Và hiện nay tôi, khi tôi ngưng làm tờ báo rồi, tôi làm YouTube, tôi cũng vẫn độc lập. Độc lập, không có nặng về bên nào, không có nhẹ về bên nào. Mà truyền thông thì tôi chấp nhận những sự chê bai, chỉ trích, chửi bán. Đó là chuyện bình thường, vì làm dâu trăm họ mà. Vì tôi đã từng, cái gì đó tôi đã từng làm truyền thông từ năm 88 tới giờ là bạn nghĩ bao nhiêu năm? 36 năm. 36 năm tôi đã va chạm biết là bao nhiêu giới, từ tầng trên cho tới tầng dưới, tao đều va chạm, đều gặp gỡ, đều biết. Thành ra cái chuyện mà người nói này, người nói nọ, người nói kia không có gì là quan trọng với tôi cả. Tôi chỉ sống cho chính tôi và làm đúng công việc tôi đã yêu thích. Anh nói người Việt xính ngồi, tôi thấy chưa rõ vì đa số không ai thích làm ông bà ngồi. Cứ được làm ông bà nội bao giờ cũng thích. Một bạn khác trả lời. Vui ha, nhất trí. Ai cũng thích làm ông bà nội, điều đó đúng. Nhưng mà con cháu nó thích ông bà ngồi, nó thương mấy ông bà ngoại nhiều hơn, nó nặng về ông bà ngoại nhiều hơn. Và ai cũng muốn ông bà nội là vì ông bà nội thì sẽ có con nối dòng, còn ông bà ngoại thì không có con nối dòng. Tuy nhiên nó ngược lại là con cháu nó đều thương ông bà ngoại của nó hơn. Tại sao vậy? Con cái thì gần gũi cha mẹ, tuy nhiên gần gũi với cha là ít hơn là gần gũi với mẹ. Dù là con trai cũng gần gũi với mẹ nhiều hơn và thương mấy mẹ hơn. Cho nên quý vị mới thấy rằng là
ở đâu cũng có ngày mẹ. Ở Mỹ thì bây giờ có ngày cha, mà ở Việt Nam chúng ta đâu có ngày cha. Nhạc phẩm cũng đa số ca ngợi về mẹ, chỉ có một vài bản ca ngợi về cha. Cũng có, nhưng mà có vài bản như chúng ta cũng đã biết. Thì cứ tiếp tục như vậy. Mẹ thì luôn luôn thương cha mẹ của mình. Thì con, khi mẹ sinh con ra thì con cũng thương mẹ. Mà mẹ thương cha mẹ thì hay về nhà bà ngoại nhiều hơn. Dù là ở bên nội, dù là ở nhà nội, nhưng mà lòng vẫn hướng về mẹ, về cha. Thì con cháu, con cái của cũng đi theo mẹ, đi qua bà ngoại, ông ngoại. Và ông ngoại bà ngoại thì không gần gũi, mà gần gũi với nhau thì không có thương nhau nhiều. Người lâu lâu mới gặp một vài lần. Bởi vì như các bạn cũng biết, tình yêu cũng vậy. Khi yêu nhau, khi yêu nhau, một người ở nhà này, một người ở nhà kia, đêm nhớ nhung ngủ không được, cứ nhớ, cứ thương. Ngày nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy, kể cả khi đi tắm cũng nhớ, cũng thương. Ước gì có một có em ở đây, ước gì có anh ở đây, chúng ta cùng ôm nhau để tắm. Biết bao nhiêu là thương, là nhớ. Nhưng khi về ở với nhau rồi, gần gũi với nhau rồi, thì cái sự thương nhớ nó không còn nữa. Mà không những vậy, cũng cãi nhau nữa, cũng kinh nhau nữa. Đó là lý do tại sao người Việt, mấy nước khác thì tôi, người dân khác thì tôi không dám bảo đảm, mà tôi nghĩ cũng giống nhau như vậy. Ở đâu cũng có ngày mẹ, tức là hoành tráng lắm, nhưng mà ngày của cha là thấy giống như kiểu rã rời, cũng không tha thiết mấy. Dù là có ngày nhưng mà không tha thiết mấy. Đó là cái. Và hơn nữa, cái vấn đề mà người vợ, người mẹ gần gũi con như thế là vì mẹ cho con bú, nuôi con từ nhỏ, nuôi con từ trong bụng. Đó là cái lý do mà cháu nó xính ngồi hơn, là vì nó đi theo mẹ nó, cho nên nó xính ngồi hơn, nó mến ngồi hơn, nó thương ngồi nó hơn là bên ông nội. Bởi vì ông nội nó gần gũi nó quá, nó la, ông nội la nó, rầy nó, chửi nó, thì cái tình cảm nó phải dành cho bà ngoại, ông ngoại nó, vì nó nghĩ rằng ô, ông ngoại bà ngoại mình xa quá, mà mỗi lần mình về ngoại, về quê thăm ngoại thì ông bà ngoại luôn niềm nở, luôn thương mấy. Mê tín là không thấy đúng lẽ thật của tất cả các sự vật và hiện tượng. Thể học là một sự mê tín thực thụ. Chuẩn là nói cái kênh của tôi nha các bạn, nói cái lời chia sẻ của tôi, chứ không phải là nói cái lời bình luận của bạn này. Mà tôi không biết có Phật thật hay không. Bác dân sọ lá ba que hả? Là chắc là bạn trẻ hay là bạn ở Việt Nam? Bác dân sọ lá ba que hả? Cái này bạn hỏi nó hơi, nó cũng đúng, nhưng mà nó thiếu. Phải có chữ bác là dân sọ lá ba que hả? Để làm gì? Để cho mọi người đều nghe, đều hiểu một cách rõ ràng hơn. Còn bác dân sọ lá ba que là hại, là đã bạn nói khi mà chúng ta trực tiếp với một người đang đối diện chúng ta. Chào anh, nước Mỹ là nước tự do dân chủ và ở cờ hoa rợp bóng, mà sao em nghe và thấy 80% là không có nhà. Đất Mỹ rộng thế, sao không cấp cho người dân để an cư mới lập nghiệp chứ anh? Đất nhiều thế mà đất hoang rộng, mênh mông. Chính phủ đem tiền thì cho người khác đó,
Nhưng mà các bạn cũng biết rằng là đất là của tư nhân hết. Đất ở Mỹ là đều của tư nhân làm chủ hết, dù là trên đồi, trên rừng, hẻo lánh vẫn là của tư nhân, ngoại trừ là biển thôi. Vậy họ mua hết rồi, họ rào hết trơn rồi. Khi mà người Âu Châu qua chiếm, qua thành lập lên một nước Mỹ, bạn biết là cũng bảy mấy, thì cũng gần 300 năm rồi, 776, hình như là 776 thì cũng là 23 776 24. Bốn, 240 mấy năm rồi. Đúng không quý vị? Đúng không? 240 mấy năm. Thì qua bao nhiêu đời, người ta từ đời này qua đời kia, đời cha mua đất rồi để lại cho đời con, là đời con có tiền cũng mua đất. Vì đất ngày xưa người ta đi khai thác nữa, chứ không không cần phải mua. Người ta đi mở mang bờ cõi, mở mang là họ rào lại thành đất của họ, bao nhiêu đời mở lần lần. Thì bây giờ bất cứ đất ở nơi đâu trên nước Mỹ đều là có người làm chủ, mà tư nhân làm chủ chứ không phải làm chủ. Cho nên làm sao đất nhiều mà làm sao mà chính phủ đâu có quyền lấy đất để cho dân được bạn. Đó là điều thứ nhất. Và ở nước Mỹ bạn biết rằng là những cái nơi nó là cũng là sa mạc, mà đồi núi quá nhiều, đi đâu cũng gặp đồi núi và biển. Đồng bằng thì chỉ có khoảng một cái đoạn đường nào đó bao nhiêu cây số thôi, chứ còn cũng phải qua một cái đồng bằng khác, qua một cái đồi khác. Cũng có sông, cũng có hồ, cũng có suối. Sông là cũng do trên các cái đồi nước núi chảy xuống rồi nó mới ra biển đó. Cho nên bạn mới có đi cả nước Mỹ thì bạn mới thấy cái sự nhấp nhô đồi núi của nước Mỹ nó như thế nào. Thì cho nên khi muốn một tiểu bang họ muốn mở một cái thành phố mới thì phải cái vùng nào đó đại khái như vậy, thì muốn lập một cái thành phố mới là trong đó có bao nhiêu căn hộ, thì một cái công ty đó, một cái công ty về xây dựng họ sẽ làm cái điều đó, rồi họ bán ra, rồi họ mua đất, rồi họ xây dựng lên, lập họ xin phép để lập xây dựng một cái thành phố đó, một cái nơi đó, một cái khu nhà đó, đại khái là như vậy. Rồi họ chi tiền ra. Mà nếu mà làm nhà ở những cái vùng sa mạc đó, bạn biết cái đường mà dẫn nước, đường ống cống, phải có đường ống cống đó. Đúng không? Mà đường ống cống, tại sao những cái ngôi nhà ở trên các đồi núi mà tại sao nó mắc 4-5 triệu, cả chục triệu, 20 triệu? Cái đó là vì do cái đường ống cống người ta bắt lên đó, biết là bao nhiêu tiền đâu. Đó, đó là cái mà chia sẻ cho bạn và các bạn khác hiểu lý do tại sao đất Mỹ thì nhiều mà không xây nhà cho dân ở. Chính phủ Mỹ họ chỉ thu tiền vô rồi cho tiền ra, rồi thu tiền vô rồi cho tiền ra, chứ họ không cho giả. Có thể là họ mướn nhà cho quý vị ở miễn phí nếu quý vị có con nhỏ mà không có việc làm. Chính phủ sẽ giúp đỡ kiếm thuê nhà cho bạn ở. Thằng này đầu óc mày có vấn đề. Đầu tiên mày nói tiền là đâu? Cảm ơn bạn. Chắc bạn cũng năm nay cũng 70 mấy hả? 70 mấy rồi phải không? Mới gọi tao bằng mày. Tiền thì ai cũng cần bạn. Tiền ai cũng cần. Nhưng mà khi bạn có nhiều tiền, bạn có sức khỏe, bạn có ở ngoài đời, ngoài xã hội để bạn hưởng được cái số tiền bạn kiếm hay không mới là quan trọng. Như trường hợp bạn thấy bà Trương Mỹ Lan thôi. Tài sản của bà nghe nói là bằng cả một nước Việt Nam. Bây giờ bà có xài được đâu? Rồi tiền đó bây giờ ở đâu? Và những dây mơ rễ má nữa. Tiền nhiều để làm cái gì?
Thì như trường hợp bạn này là trả lời cho tôi nói về chia sẻ về cái vợ chồng ông anh Riu Lê và vợ của ông. Vì ông ta là luật sư và giám sát viên của một thành phố thì lương của ông ta ít nhất một năm phải trên 200.000 đô la một năm. Rồi vợ ông ta làm thẩm phán của một quận hạt thì lương ít nhất cũng 200.000 đô la một năm. Đó là tôi nói là quá quá rẻ, quá ít đó các bạn. Như vậy là hai vợ chồng 400.000 đô la một năm. Nếu cho dù mua căn nhà 2 triệu đi chăng nữa thì sống vẫn thoải mái. Mà ông ta tôi nghĩ không mắc nợ tiền nhà tiền cửa gì nhiều đâu. Vì ở ông ta đã ở cái thời mà ở dưới Nam Cali Santana nhà vẫn còn rẻ, mà ông ta đã trở thành một luật sư lúc đó rồi thì ông ta rất là khá rồi, quá khá rồi. Thì bây giờ ông ta đi chơi bao nhiêu, xài những cái gì để mà thấy cái tiền của ông bà ta đang có thì cần thêm để làm gì? Những người không có tiền họ cần tiền bằng mọi cách để họ cần tiền. Khi họ có tội chúng ta có thể thông cảm được tại vì họ quá nghèo, cho nên ông bà chúng ta mới nói rằng là bần cùng sinh đạo tặc rồi phú quý sinh lễ nghĩa. Nhưng mà vợ chồng ông Andrew Lê đã đi ngược lại, phú quý rồi muốn phú quý hơn và tạo. Lý do tôi nói rằng là ông bà chúng ta chưa biết rằng, dư biết rằng là những chuyện do ông bà làm có một số vấn đề nào đó không đúng với luật pháp. Bởi vì một người luật sư, một người thẩm phán thì phải biết luật chứ. Không nên đưa đứa con gái mới lớn của mình vào cái câu chuyện này về tiền bạc để rồi cuộc đời của nó sẽ gặp những khó khăn và danh dự của ông bà cũng sẽ biến mất mà người đời lại chê bai. Ông bà đều là luật sư, là người có học, biết luật mà phạm luật là do mánh mung rồi mang mùng với mày, đi đâu thì tôi không biết. Bởi vì khi FBI đã vô nhà để soát nhà, để lục nhà, tức là họ đã có điều tra kỹ, có những bằng chứng không nhiều thì ít, thì mới được xin tòa cho trát tòa để mới có quyền vô nhà người ta, nhà người dân. Mà đây là một thẩm phán, một vị giám sát viên, đâu phải là vô nhà dễ đâu, một người dân thì cũng đỡ, cũng không được nữa. Đó. Cho nên phải, vì hai người là người biết luật mà, cho nên họ phải có đủ bằng chứng để xin giấy trát tòa vô nhà khám. Khi mà FBI vô nhà bạn khám tức là coi như xong rồi, xong rồi, vì bây giờ họ muốn cần thêm bằng chứng thôi, muốn cần thêm bằng chứng để mà tâm phục khẩu phục thôi. Rồi mới đây tôi nghe cái đài trực diện của anh Minh Giang có nói rằng là bây giờ một số người ở dưới khu Bô Sa, tức là phe của ông Andrew Đỗ, phe nhóm của ông Andrew Đỗ đang chuẩn bị để một làm một buổi lễ gì đó cầu nguyện, cầu nguyện cho gia đình Andrew Đỗ tai qua nạn khỏi. Nếu mà cầu nguyện để được tai qua nạn khỏi thì ai cũng cầu hết, nhưng mà cũng có chứ phải không, có cũng có, là ngoại trừ cái trường hợp bất đắc dĩ và cái trường hợp mà mình không có vi phạm gì hết thì có cái hy vọng. Còn đây là giấy trắng mực đen đã rõ ràng rồi, điện thoại, email, nói chuyện qua nói chuyện lại nó rõ ràng rồi, rõ ràng rồi, bạn không chạy đi đâu được hết cả, chẳng qua là chờ ngày ra tòa rồi chờ ngày truy tố, lúc đó chúng ta mới biết
đâu là thật, đâu là đúng, đâu là sai. Nhưng ông Andrew Đỗ và bà thẩm phán vợ của ông ta dư thừa biết rằng là mình có tội hay không. Thì ông bà ta biết luật mà. Và ông bà ta biết ông bà ta làm gì mà. Còn người ngồi chúng ta chỉ người đoán mò và kẻ bên người chống cần phải có một người đứng ở giữa như tôi đây để chia sẻ cho các bạn, để các bạn hiểu rõ về vấn đề luật pháp ở Mỹ và vấn đề lương hướng ở Mỹ. Thì các bạn thử nghĩ, tiền bạc ăn không hết vậy mà cần tiền để làm gì? Nếu như các bạn cần có nhiều tiền thật, nếu bỏ vô ngân hàng thì nó sẽ là con số. Nếu không xài, nếu giữ tiền mặt mà không xài tới thì nó sẽ là tờ giấy. Và mỗi ngày bạn xài bao nhiêu? Bạn xài cái gì cho nhu cầu? Cho dù bạn những nhu cầu bạn yêu thích hơn, đặc biệt hơn tất cả của người ta đi, cũng chẳng. Nếu hai vợ chồng, một vị làm giám sát, một vị làm thẩm phán như vậy, thì muốn gì không có, tiền bạc đâu có xài hết. Tại sao phải đưa con mình vào một cái chỗ mà bây giờ không thể nào gỡ ra được, dính rồi, hơn super glue nữa rồi. Super glue là cái loại mà dán dài dán đồ đó, đụng vô dán nhựa đó, đụng vô là nó cứng ngắc rồi, gỡ không ra. Tôi không phải chê trách vì ông Andrew Đỗ hay là vợ ông ta, nhưng mà tôi thấy tiếc cho vợ chồng ông ta đã hiểu biết rất là nhiều luật và không có một sự thiếu thốn nào cả, nhưng mà lại có một cái sự mánh mông như thế. Tiếc quá. Nếu như một người không học thì không sao, mà những người không học thì không được làm trong cái chức đó, công việc đó như vợ chồng ông ta. Để coi cầu nguyện những người mà định tổ chức cầu nguyện đó có kêu được tới thấu trời hay không, chúng ta còn phải chờ đợi. Vợ chồng ông Andrew Đỗ cũng như con gái, nếu vi phạm cũng chỉ là liên quan đến tiền bạc, vậy mà cảnh sát đến xét nhà súng ống lăm lăm trong tay ở Việt Nam, cảnh sát đến giải tán đám đánh nhau có dao kiếm thì cũng mang theo gậy cao su là cùng. Bạn cũng biết ở Mỹ là một nước hiệp chủng quốc. Không cần biết anh là ai, không cần biết ai là anh, kể cả anh là dân biểu của quốc hội, kể cả anh là tổng thống, cựu tổng thống. Như các bạn thấy vừa rồi, cựu tổng thống mà FBI nó vô nhà nó soát ở bên Florida, nó cũng phải 22 súng đạn vậy đó. Đó là cái trường dạy cho người họ rằng là khi mà đối diện những cái lúc đó không còn ai là bạn, ai là thù, ai là nhân viên công lực, ai là người dân cả. Vì trong nhà người nào cũng có súng hết cả. Bạn nhớ, ở Mỹ trong nhà người nào cũng có súng. Khi họ biết họ đã gặp phạm tội, khi đầu óc của họ, danh dự của họ bị mất, mọi thứ đều mất hết. Lúc đó đầu óc của họ bị quẩn trí, lẩn quẩn, không bị quẩn trí rồi. Thì có sẵn súng trong nhà, họ sẽ dùng súng chống lại nhân viên công luật như FBI chẳng hạn. Mà khi công viên nhân luật FBI họ tới nhà bạn, tức là họ phải phối hợp với cảnh sát địa phương. Cảnh sát địa phương, kể cả detective, tức là cả nhân viên cảnh sát mặc cảnh sát gì nữa, tức là mọi cơ quan đều
biết và sẽ có mặt tại đó hết cả. Chưa nói những cơ quan khác, tôi không nói. Đó. Cho nên dù sao chúng ta cũng chờ xem. Trong cái clip này tôi cũng chia sẻ tiếp cho bạn và giải thích cho bạn thấy là lý do tại sao tôi nói rằng là dù sao vợ chồng ông Andrew Đỗ cũng giàu lắm. Tôi biết với chức vụ như vậy, làm việc công việc như vậy ở Mỹ thì lương rất là cao và rất là giàu. Không những vậy mà còn được những cái ưu đãi nữa. Nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là benefit. Cậu được những cái ưu đãi khác mà những người bình thường không có. Xin chào tạm biệt quý anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình sáng ngày mai. Xin chào tạm biệt.